Thưa quý vị, thời gian gần đây ngày càng xuất hiện nhiều vụ cướp táo tợn, đối tượng manh động đến mức xông vào nhà và giật điện thoại hoặc là iPad trên tay của trẻ em. Điển hình là một vụ việc mà camera đóng vừa ghi nhận sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi và lưu ý, đặc biệt là đối với các bậc phụ huynh. Trong đoạn clip sau được camera an ninh ghi lại tại Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, chỉ trong vài giây, thấy đứa bé đang chơi trong nhà mở cửa toang, một đối tượng nam đi qua phát hiện đã xông vào cướp iPad của em bé đang chơi rồi bỏ chạy. Rất mong các phụ huynh giám sát cẩn thận khi cho trẻ cầm thiết bị có giá trị cao.